Trước đây ta từng thấy qua nhiều vô số, nhưng mà hôm nay ta mới thấy được trong mỗi đóa hoa là cả một thế giới. Khi ta bừng ngộ, thế giới tự nhiên thay đổi theo ta. Ngày hôm nay an vui và tĩnh lặng thế này, dường như mọi tư duy trong nội tâm đều tiêu tan hết, như cánh chim bay lượn dưới bầu trời vậy. Thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thông dong tự tại, hoàn toàn không bị chướng ngại, bước ra khỏi màn đêm đã bao năm che lấp. Lâu nay ta chìm trong giấc ngủ dài, giờ đây đã tỉnh ngộ. Vì ta đã thức tỉnh, loài người và chúng sinh cũng sẽ thức tỉnh theo ta. Trên đại địa này, hòa bình và an lạc sẽ lan tỏa khắp mọi nơi. Yeah.